Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hành đặt camera và đèn trong cảnh của chúng ta. Ở đây để đặt camera, tôi đặt trên laptop. Các bạn chọn camera, về đây. Chúng ta kéo về đây qua. Chỉ đặt một cái camera mà thôi. Sau khi đặt xong, các bạn chuột phải kết thúc lệnh. Các bạn chuyển về vùng nhìn Perfecti, bấm vào và chuyển thành vùng nhìn của camera. Sau khi chuyển thành vùng nhìn này, chúng ta thấy rằng camera chưa nhìn thấy gì hết. Bây giờ tôi dùng bàn tay này đẩy lên. Các bạn nhấn tổ hợp phím Shift F để nhìn ảnh kết xuất. Thì ảnh chúng ta sẽ bao trong cái khung này. Bây giờ tôi sẽ hiệu chỉnh camera sao cho hợp lý. Tôi zoom gần lại một chút. Bấm vào biểu tượng camera ở đây. Chọn Select. Qua Modify. Các bạn bấm vào Guide Vertical để cho camera đứng với phối cảnh nhìn trông đẹp hơn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau kết thúc quá trình đặt camera. Tiếp theo chúng ta sẽ làm vật liệu kính, đặt đèn để đánh sáng trong nội thất này. Các bạn nhấn Shift C ẩn camera tạm thời đi. Tôi nhấn Shift C trên bàn phím. Các bạn nhấn M trên bàn phím để chúng ta làm vật liệu kính. Bằng vật liệu hiện ra, các bạn kéo VRMTL. Các bạn chuột phải vào, đặt tên là kính. Enter. Nhấp nút 2 lần vào đây. Các bạn tăng refresh cao lên. Bấm vào dấu này. Ở phần refraction, chúng ta cũng tăng cao. Và OK. Bấm vào Effect Shadow để ánh sáng đi xuyên qua cái lớp kính này. Còn nếu bạn nào muốn kính có màu, hãy chọn màu Fog Color. Còn tôi muốn kính sáng trong. Bấm đây hiển thị. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cửa sổ và gắn kính cho đối tượng này. Đây đang là group 62. Các bạn vào group, open ra. Và tương tự bên này cũng vậy. Tôi chọn kính ở đây. Và bên này. Tiếp theo tôi gắn vào. Chọn đối tượng, gắn vào. Các bạn thấy biểu tượng trong suốt hiện ra. Coi như chúng ta đã gắn xong phần kính cho đối tượng này rồi. Bây giờ các bạn chọn đèn. Chúng ta cùng nhau đặt đèn variation cho đối tượng này đầu tiên. Chọn đèn của đây, bấm Variation. Các bạn về mặt top, các bạn bỏ tay ra và nhấn nhiết, đồng ý đặt môi trường. Bây giờ chúng ta thu nhỏ vùng nhìn từ mặt trước vào. Về lệnh di chuyển, kéo cái đèn này cao lên một chút. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt hai cái đèn V-Line dạng plane đây. Chiếu từ cửa sổ vào. Tôi chọn đèn V-Line dạng plane. Và tôi sẽ kéo vị trí ở đây. Qua đây. Tôi về mặt bằng để xem cái chiều của nó hướng ra đâu. Cái đèn chúng ta đang hướng ra ngoài. Các bạn bấm lệnh Mirror trên bàn phím này. Chọn Mirror qua Y. OK. Chúng ta kéo cái đèn này vào đây. Các bạn zoom gần lên. Nếu thấy chưa chính xác. Tôi đặt nó bên trong này. Tôi có thể dùng lệnh Scale. Ăn gian chút xíu. Các bạn qua Modify. Chỉnh vài thông số. Ở đây Multiplayer 30 tôi để mặc định. Double size chiếu sáng hai mặt và ẩn đèn Invisible. Check vào Stone Width Hidden Map nó sẽ khử hạt tốt hơn. Còn mọi thông số chúng ta để mặc định thôi. Bây giờ tôi sẽ nhấn Shift Copy đối tượng đèn vào đây. Để dạng Stand. Nếu chúng ta chỉnh một đèn thì đèn kia sẽ chỉnh theo. Rồi OK. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử ánh sáng xem đã được hay chưa. Tôi chọn về vùng nhìn này. Các bạn muốn Biomark Render khóa vùng nhìn, chúng ta làm như sau. Các bạn chọn vùng nhìn hiện hành. Các bạn bấm vào biểu tượng này. Và chọn khóa. Từ lần sau, bạn đứng ở bất kỳ vùng nhìn nào, thì nó chỉ render vùng nhìn này mà thôi. Bây giờ, tôi render và cùng nhau test ánh sáng. Khá tối phải không các bạn? Ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh kết hợp giữa camera, color mapping và đèn. Đầu tiên, tôi thấy có cường độ tối ở đây. Tôi sẽ dùng camera chỉnh. Các bạn chọn Village Physical Camera, Select. Ở đây F Number, tôi giảm bằng 6 và render lại. Để so sánh, tôi sẽ render một nửa thôi. Cảnh đã sáng hơn một chút rồi, thằng các bạn. Tôi có thể tiếp tục vào camera. Muốn cái màu của chúng ta nó đỡ cam hơn, tôi sẽ chọn một cái D55 thôi, vừa đẹp. Tôi render lại tiếp. Các bạn thấy cảnh màu trông đã trong một thật hơn. Bây giờ tôi muốn sáng tiếp. Super Speed. Tôi giảm khoảng 150 và tiếp tục render. Các bạn chỉnh sao có cảnh xuất ra vừa đẹp nhưng đừng cháy quá. Với tương đối được, tiếp tục ở phần Film ISO để chỉnh mức độ cân bằng sáng. Chúng ta tăng lên 150. Mỗi đối tượng đây chúng ta nên chỉnh một chút xíu, kết hợp với nhau hài hòa. Đừng chỉnh một đối tượng nào quá cao, nó sẽ bị cháy hình. Ở camera, chúng ta chỉnh kết hợp 3 thông số này hết sức nhẹ nhàng thôi. Bây giờ tôi bỏ đối tượng này đi và render tổng thể. OK. Ánh sáng chúng ta cũng chỉ tương đối thôi. Bây giờ tôi muốn sáng dùng bảng F10. Các bạn vào phần V-Ray Color Mapping. Ở đây phần tối tôi tăng lên 2.5. Ở phần sáng
1.5 và chúng ta render lại. Tôi sẽ khoanh vùng để render cho các bạn thấy rõ sự khác biệt. Ánh sáng đã tốt hơn rất nhiều phải các bạn. Nếu muốn chúng ta có thể tăng đèn một chút nữa. Rồi bây giờ chúng ta render tiếp. Tôi tạm thời tắt đối tượng này đi. Bây giờ tôi chọn light, chọn đèn cho dễ. Tôi chọn đèn variation. Ở đây tôi muốn bầu trời trong hơn, tôi giảm thông số bằng 2. Cường độ đèn tôi có thể cho 1.2. Riêng hai đèn very light này tôi tiếp tục tăng. Ánh sáng bên ngoài hơi nóng và ấm. Tôi cho nó qua màu vàng cam một chút. Và chó này lên 140. Bây giờ chúng ta cùng nhau render lại. Ánh sáng của chúng ta trông đã rất đẹp rồi, phải các bạn. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau ốp liệu cho đối tượng này và xử lý vấn đề môi trường. Razor, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.